con yêu quý, năm học mới đã bắt đầu, cô trò mình có được chào nhau đâu. Các con có biết vì sao dịch bệnh Covid vẫn đang hoàn thành? Bây giờ tất cả đã đành cùng nhau trực tuyến học hành vậy thôi. Để hoạt động học của chúng ta hôm nay thêm sôi động, cô xin mời tất cả các con cùng vận động với cô bài hát Cái Mùi nhé. Nào bạn ơi ra đây ta xem một cái mũi. Nào bạn ơi ra đây xem tôi phi cái mũi. Thử làm sao cho cái mũi đó lớn nhanh như quả bóng tròn, là lời đâu có gió bay qua đúng mũi rồi. Các con ơi, các con cho cô biết lớp mình vừa vận động bài hát các con là gì nào? À đúng rồi, bài hát có tên là Cái Mũi đấy các con. Cô đố cho các con biết cái mũi là giác quan nào trên cơ thể của chúng mình? À là giác quan khứu giác đấy các con. Ngoài ra gồm có mắt nè là thị giác, tai là thính giác, lưỡi là vị giác, da là xúc giác đấy các con ạ. Mỗi một giác quan trên cơ thể của chúng ta đều rất là quan trọng và có một nhiệm vụ riêng. Hôm nay cô có một bài thơ rất là hay nè, nói về một giác quan, đó là bài thơ Cái Lưỡi của tác giả Lê Thị Mỹ Phương sáng tác đấy. Bài thơ Cái Lưỡi: tôi là cái lưỡi giúp bạn hàng ngày nếm vị thức ăn nào chua nào ngọt, những gì nóng quá bạn chớ vội ăn, hãy chờ một tí, không thì đau tôi. Các con cho cô biết cô vừa đọc bài thơ có tên là gì nào, do ai sáng tác nào? À đúng rồi, bài thơ Cái Lưỡi do Lê Thị Mỹ Phương sáng tác đấy các con. Bây giờ cô xin mời tất cả các con cùng lắng nghe cô đọc bài thơ Cái Lưỡi và tranh minh họa nhé. Cái Lưỡi. Tôi là cái lưỡi giúp bạn hàng ngày nếm vị thức ăn nào chua nào ngọt, những gì nóng quá bạn chớ vội ăn, hãy chớ một tí không thì đau tôi. Ông vừa đọc bài thơ có tên là gì nào, do ai sáng tác nào? À đúng rồi, bài thơ Cái Lưỡi do Lê Thị Mỹ Phương sáng tác đấy các con. Cô thấy các con học rất giỏi nè, cô sẽ chuyển cho các con một trò chơi, đó là trò chơi ai thông minh hơn. Cách chơi như sau, các con lắng nghe câu hỏi của cô trả lời thật nhanh và chính xác nhé. Cô vừa đọc bài thơ gì, do ai sáng tác? Bài thơ có tên là Cái Lưỡi do Lê Thị Mỹ Phương sáng tác đấy. Cái lưỡi dùng để làm gì? À, cái lưỡi dùng để nếm vị thức ăn đó các con. Trong bài thơ nhắc đến những vị thức ăn nào? À, những vị chua và ngọt đấy. Khi thức ăn nóng, các con phải làm gì? À, khi thức ăn nóng, các con phải chờ nguội mới ăn nhé. Các con có biết trong bài thơ cái lưỡi của mình là cơ quan và cái lưỡi giúp cho chúng ta nếm được các vị thức ăn như nóng, lạnh và cay, vân vân đấy các con. Hôm nay cô thấy lớp mình học rất giỏi nè, các con đọc lại bài thơ với cô một lần nữa nhé. Cái lưỡi. Tôi là cái lưỡi giúp bạn hàng ngày nếm vị thức ăn nào chua nào ngọt, những gì nóng quá bạn chớ vội ăn, hãy chờ một tí không thì đau tôi. Cô hy vọng trong thời gian nghỉ học ở nhà các con thường xuyên học bài và đọc thơ cho ông bà, cha mẹ và anh chị em của mình nghe nhé. Các con phải thường xuyên ở nhà tập thể dục nè và bảo vệ cơ thể của mình thật sạch sẽ nè và ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng.
Khi đi ra ngoài, các con phải nhớ sát khuẩn tay và đeo khẩu trang vào nhé, để phòng chống dịch bệnh. Hôm nay bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.